mà của bèn lên hết cả em có hạn lên hết. Và đây là khoai này, còn đây là lạc này, khoai lang này. Theo thông kiến mà khoai lang xiên này có cả hết các phố. Đấy. Có cả nhà tí bò bán quần áo. Ba củ này là củ từ à bà? Củ khoai sọ. À, củ khoai sọ, quên, củ từ nó phải có lông này. À. Có nhìn thấy mặt không? Có. Đấy. Đây là củ lạc này. Tôi đang mua một củ khoai của một bác bán hàng ở đây. Em bác đang gọi cho tôi luôn, tí nữa chỉ được ăn. Một củ khoai như thế này là chỉ có 10.000 đồng thôi. Trên Facebook ấy. 10.000 đồng một khoai này, khoai gọi là khoai mật à bà? Ờ, khoai Nhật. Khoai mật hay khoai Nhật ạ? Khoai Nhật. À, khoai Nhật. Khoai Nhật ngon lắm. À. Bán ngày nào bán ngồi đây bán hả bà? Ờ. Hay quá. Các bạn đi bộ lang thang ở ra phố Hàng Bè nhé. Ở đối diện ở số nhà 45 phố Hàng Bè có một cái quán gọi là cái vỉa hè thôi, nhưng mà rất là ngon. Đến với Hà Nội thì phải ăn vỉa hè, chứ còn đến Hà Nội mà cứ vào nhà hàng thì không ngon đâu. Nó tức là không ngon bằng thôi, chứ không nói là không ngon. Đây các bạn này. Đây tôi vừa mua cái này này. Bà đã gọt xong rồi cháu rồi. Đấy. Đây người ta gọi là món ăn vặt ở Hà Nội. Rất là gọi là dễ ăn. Đấy. Bà bán từ mấy giờ đến mấy giờ bà? 6 giờ. 6 giờ sáng à? Mấy giờ bà nghỉ? 2 giờ chiều. 2 giờ chiều bà nghỉ. Thế ạ, à, ngày nào cũng thế. À, mỗi trừ khi mưa hay như mưa có bán không? Mưa cũng bán. Mưa cũng bán, tức là có ô đấy. Đấy, các bạn thấy không, ngồi vỉa hè đấy buôn bán đấy vui mà. Đây bên này có một bác bán bánh giò và trứng vịt lộn nữa cơ. Tiện đâu ăn đấy. Ở Việt Nam nó có cái hay ở chỗ đấy. Tức là mình cứ ra đường là có đồ ăn, miễn là có tiền. Xin cảm ơn quý vị. Đây này các bạn.